Yo, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Mùa Hà Nội Xưa Và Nay. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ dành thời gian để giới thiệu tới tất cả các anh em đam mê kênh cũng như là những anh em có cái tình yêu đặc biệt đối với game MU nói chung. Một cái tính năng, một cái sự kiện, một cái tính năng thì đúng hơn, rất là hay ở trên cái season, ở trên cái server Hà Nội mà đã được nghiên cứu cách đây từ những cái season cũ cũ, cổ đại ngày xưa. Đây là cái tính năng mà sẽ phân biệt cái độ chỉ số mạnh và yếu của các top, và cái tính năng này nó liên quan tới một cái chỉ số rất là quan trọng, đó là point dư. Trước đây thì anh em mình chơi game thì cũng không có, chưa đã cái thời điểm đầu tiên ấy, thì chúng ta đang mới chỉ có cái tính năng đó là chạy đua reset để có nhiều point hơn, để khỏe hơn. Tuy nhiên khi một ngày nào đó anh em đã reset tới vài nghìn lần rồi thì bắt buộc admin của game phải nghĩ ra những cái cách thức khác để chúng ta có thể giúp cho cái con game nó có thể hay hơn hoặc là nó hấp dẫn hơn. Thì lúc đó thì cái tính năng Poison bắt đầu ra đời. Poison các bạn có thể hiểu nôm na như mình hay giới thiệu với anh em cái bảng xếp hạng này này. Thì càng Poison càng đắt ấy, càng cao ấy, thì cái nhân vật đó càng xếp hạng cao và cái giá là càng đắt. Ví dụ bạn là top 1 server đang là dân chơi Ninh Bình này, đang Poison là 174.100 điểm. Và Minh Béo 1 là 171.000. Đó, đây là những cái bạn mà đang giữ vị trí point hàng đầu của server đấy. Và để tạo ra cái Poison này thì mình cũng đã có một cái clip, với clip giới thiệu rất là chi tiết về cái cách để có được cái chỉ số này ở trên kênh. Đó là cái clip mà Poison là gì? Đây, Poison là gì? Nhập thuật ngữ nhập môn cho anh em này. Chuẩn Mình chưa? cũng đã có làm cái clip này rồi, anh em chỉ việc tham Đấy khảo cần. lại thôi. Rồi, và ngày hôm nay thì nhân vật của chúng ta đang trải nghiệm ở đây là nhân vật Zeus Đại Đế. Hôm nay thì nhân vật này đã đủ điều kiện để reignite, để sử dụng cái tính năng reignite để tăng cái chỉ số point dư của nhân vật này lên. Hiện tại thì Zeus của chúng ta đang có cái point dư là 153.510 điểm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành reignite cho nhân vật này để tăng cái số Poison lên. Reignite ở trong cái game của chúng ta thì nó cũng nôm na với như cái tính năng trùng sinh ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ ấy. Và có nghĩa là anh em sẽ phải đạt được cái điều kiện. Điều kiện để anh em reignite thì sẽ là phải reset tối thiểu 2.000 lần và có ít nhất 20.000 điểm dư. Đó. Sau khi reignite thì chúng ta sẽ trở về cái số lần reset là 500 và có thể và chúng ta sẽ có thêm 4.000 điểm dư. Đó. 4.000 điểm dư, vậy Just của chúng ta đang có 153.000, thì mình deny, khi mình deny xong sẽ là 157.510. Đó. Và cái số lần deny, khi mà số lần reset sẽ tụt về 500 và chúng ta cũng có thể cộng dồn nhân vật lên tới mức 1.000 lần, và sau đó từ 1.000 lần thì chúng ta phải cày reset ấy, lên tới 2.000 lần để có thể deny tiếp. Đó, và có một cái bước tính cơ bản để mỗi một lần deny này thì sẽ mất đâu đó khoảng 4 tháng rưỡi đến 5 tháng. Tại vì là với 1.000 lần reset ấy thì một sau cái nhân vật của chúng ta sau khi đạt đến ngưỡng 1.000 lần reset thì một ngày chỉ reset được tối đa là 6 lần thôi. Vì thế là tính một ngày được khoảng 6 lần mà anh em nhân lên với cái số lượng 1.000 lần cộng thêm những cái lần chủ nhật x2 chạy đua reset nữa thì anh em cũng phải mất đến 4 tháng rưỡi 5 tháng nếu mà cày nhanh để có thể reignite thêm được 4.000 point point dư nữa. Nhưng mà trong cái tính năng reignite này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng nữa, đó là các bạn có thể chi trả thêm 600 level point master ấy, để có thể được thêm 2.000 điểm dư nữa. 600 cái điểm point dư này này anh em này, cái điểm skill dư ấy để cộng thêm 2.000 nữa. Vậy có nghĩa là mỗi một cái mốc 2.000 lần reset mà chúng ta reignite ấy thì cộng với 600 cái point master kia đi thì chúng ta sẽ có thêm 6.000 điểm nữa. Thì thường thì anh em sẽ chọn cái mốc này, chứ anh em ít khi chọn mốc này lắm, tại vì là cày lên cái 2.000 lần reset nó rất là lâu. Vì thế anh em sẽ cũng ưu tiên cày luôn đủ 100 600 skin này này để đổi lên 6.000 điểm luôn, lấy hai thêm 2.000 nữa, chứ còn ít khi người ta đổi đến 4.000 này lắm. Rồi, vậy thì sau khi mình chuẩn bị tiến hành reignite nhân vật rớt này thì cái nhân vật này của chúng ta sẽ có cái số point đó là 153.000 cộng thêm 6.000 nữa là 159.510 điểm.
Đó, gần 160.000. Và cái point này thì hiện tại server Hà Nội thì admin đang fix cố định tất cả các cột đầy là 65.534 điểm. Đấy, thì hiện tại nhân vật rớt của chúng ta đã đầy hết những cái cột quan trọng rồi, như cột sức mạnh này, cột nhanh nhẹn này, cột máu và cột năng lượng đều đầy hết. Về cái nhân vật chúa tể thì anh em có thêm một cột, đó là cột mệnh lệnh. Mệnh lệnh này thì sử dụng để cho anh em đánh những con thú như con quạ tinh chẳng hạn, nhưng mà trong cái phiên bản Season 12 này thì con này nó không có giá trị gì cả, nên là không có một nhân vật chúa tể nào đi theo đuổi cái đường chim. Còn đối với những hệ như là DKF hoặc là sâu ấy thì chắc chắn cũng chỉ có bốn cái cột này và họ đã mắc hết. Nếu một nhân vật top mà tới 150 mấy nghìn dư như này đó, anh em có thể hiểu là điểm dư nó quan trọng như thế. Cùng một cái mức level level 1 mà chúng ta level 10 ấy, chúng ta vừa reset xong, một nhân vật top họ đã mắc hết tất cả các cột rồi, còn chúng ta chỉ có vài chục điểm để cộng thôi, nó đã khác biệt nhau hoàn toàn rồi. Rồi, đây là nhân vật chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành Rina nhân vật này. Rina nhân vật này thì anh em cần phải thoát game đã. Thoát game rồi đã. Thoát tạm ở đây đấy nhá. Rồi, quay về cái trang chủ của chúng ta. Đây là cái bảng control nhân vật. Ở đây thì nó có đầy đủ những cái tính năng của một nhân vật. Tính năng Rina này chỉ dành cho hàng khủng đây này. Đó, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành trùng sinh nhân vật Church. Và ở đây chúng ta sẽ có thông tin, đó là mỗi một lần Rina các bạn sẽ được đổi chủng tộc miễn phí. Nếu mình không thích đánh hệ chúa tể nữa, mình có thể đổi sang phù thủy hoặc chiến binh hoặc tất cả các hệ khác và không mất tiền anh em nhé, không mất phí. Đó. Nhưng mà mình không muốn đổi thì mình sẽ để cái dòng này không đổi. Và cách đây khoảng 2 tháng trước, 3 tháng trước ấy, thì admin sẽ cho thêm chúng ta một cái viên trao cộng 10 năm khi mà Renai. Và cái viên trao này giúp chúng ta có thể nâng cấp cái quyển sách thuộc tính lên cộng 10 năm mà trước đây mình cũng đã có giới thiệu tới anh em ấy. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành làm nhá. Và muốn Renai được thì chúng ta phải có cái mã ưu tiên. Mã ưu tiên này thì phải là chính chủ điện thoại, cái số điện thoại của chủ account ấy mới có thể lấy được, hoặc là nói chung là thông tin chính chủ mới lấy được cái mã ưu tiên này. Đây, mình sẽ Rina cho anh em xem nhá. Rồi, cái phần là xác nhận đã độc thân, cộng cất hết đồ trên người thì chúng ta bỏ, không không có tích vào dòng đấy. Và nhớ lưu ý là tích vào dòng đổi 1.500 lần, reset cộng 600 skin lấy 6.000 điểm dư. Đó, và cái sau khi Rina thì chúng ta sẽ về 500 lần anh em nhé. Đấy, nó đã báo là đã Rina cho nhân vật Just thành công này. Hiện tại thì anh em có đăng nhập vào game. Mình xem nào. Đã Rina cho nhân vật Just thành công này. Và chúng ta sẽ về mốc nhân vào cái phần nhân vật này. Đó, về phần nhân vật đây. Cái điểm dư của chúng ta đã lên 159.510 điểm và cái số lần reset đã về 499 lần. Đấy, 499 lần. Và ở cái mốc bên dưới 1.000 lần reset ấy, thì các bạn sẽ được reset 12 lần một ngày. Nhưng bây giờ mình sẽ không 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 chưa làm gì hết. Mình sẽ chưa làm gì đến cái thông tin này hết. Skin của chúng ta thì đã bị trừ đi rồi nhá. Mình sẽ không làm gì hết cái thông tin này và mình sẽ cộng dồn luôn, reset luôn. Mình sẽ cộng dồn reset luôn. Mình sẽ cộng dồn reset cho nhân vật lên 1.000 lần luôn. Đây, dồn reset này, cái tính năng dồn reset ở trong này nhá. Đó, như được mọi người có thể đọc đọc qua một chút về cái tính năng này. Nhân vật cho A và nhân B phải cùng account này. A được chuyển lần reset và poison nếu poison của A lớn hơn 2k poi. Đó. Nôm na thì anh em phải mua cho mình hai nhân vật phụ với cái số lần reset là 500 lần. Thì chúng ta mỗi lần cái cộng dồn reset thì chúng ta sẽ bị giảm mất 50% đúng không? Đó. Khi mà cùng chủng tộc còn 30% khác chủng tộc. Đấy. Đó thì chúng ta phải mua hai nhân vật, đó là hai nhân vật hệ 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 chúa tể. Đây ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy này, hai nhân vật hệ chúa tể mà mình nhân vật phụ mà mình mua đây này là Suricune 11 với cả Jutut bên này. Đó còn nhân vật chính của chúng ta đây. Và cái đến bước này thì anh em phải tuyệt đối lưu ý nhá, không được chọn nhầm nhân vật đâu, không nếu mà anh em chọn nhầm thì lại đổi từ nhân vật chính sang nhân vật phụ đấy, hỏng hết đấy.
bạn phải xóa nhân vật cho reset trước khi cộng dồn này. Rồi cái này thì mình đã làm xong rồi. Và lấy reset từ nhân vật, ví dụ bây giờ mình đã lấy từ Sirikun này đi và dồn cho nhân vật Just này, đó. Họ chúng ta cũng phải điền mã ưu tiên vào đây. Rồi anh em chúng ta dồn nhá. Được một nhân vật này thì chúng ta sẽ được 250 lần reset. Đấy. Cộng dồn thành công nhân vật Just được tăng 250 lần reset và không có dư. Bạn hãy reset nhân vật để có đủ điểm. Rồi, tiếp đi. Chúng ta phải cộng hai con cơ, vẫn còn một con nữa. Đây, con này. Thực sự dồn này, phải điền mã ưu tiên nhá. Đó, cộng dồn tiếp theo thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái nhân vật của chúng ta để xem cái số lần reset. Đây, mình đã reset là 999 lần này. Anh em nhìn chưa? Đó, và bây giờ thì mình sẽ reset một lần. 393 này, điền cái mã này vào đi. Đó, bạn đã reset một lần 1001 và được 248.000 tổng point. Và khi chúng tôi em làm lại thì cái số lần reset của chúng ta ấy, nó đã về là 6 lần mắc một ngày. Và từ bây giờ trở đi ấy, thì chúng ta phải cày tay thôi, không có cách nào không thể mua reset, không thể cộng dồn được nữa. Và cày thì một ngày thì cứ 6 lần reset. Đến những cái chủ nhật, có những cái chủ nhật có sự kiện chạy đua reset ấy thì thường thì những nhân vật top họ sẽ chạy chạy rất là khủng trong cái những cái ngày đó. Tại vì là họ chỉ hơn kém nhau từng lần reset một thôi, rất là quan trọng. Như mọi người nhìn thấy đây thì cái cột cộng của chúng ta bây giờ chúng ta chỉ việc cộng mắc cái những cái cột 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 chỉ số về sức mạnh này, nhanh nhẹn này, máu và năng lượng đó, STR này. Nếu mà mọi người muốn cộng đúng chuẩn chuẩn cái số là 65.535 ấy thì anh em sẽ trừ đi cho cái số này, là sẽ ra cái số số điểm chuẩn vừa khớp luôn nhá. Em lấy cái máy là trừ đi. Sáu năm năm không chín này. Mình nó cộng nhiều quá rồi. Chúng ta còn cần phải cộng lại cả bảng skin này anh em này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cộng skin trước đi. Skin thì chúng ta sẽ có 3 cái ô chính. Hiện tại mình đang có 748 skin thường và 1966 skin dư. Đấy, tổng điểm đây. Và bây giờ mình sẽ cộng cái skin này với 3 cái ô là sức đỡ, tăng cường và phụ trợ. Tăng cường là về skin, sức đỡ này và phụ trợ là về kiểu dạng bút đấy, anh em cộng đi. Cũng phải cộng hết thôi. Đây là cái thẻ giảm hư độ bền, anh em hiểu không? Đây, ở đây thì cái bảng skin ở trong cái server Hà Nội mà cái ở season 12 này thì họ việt hóa hết rồi. Anh em có thể nhìn rất là dễ. Không giống với cái bản season 15 test trước đây là chưa việt hóa hết. Đó. Chúng ta có nhiều skin như này thì cứ phang mắc thôi, cứ táng mắc thôi. Mình sẽ chuyển sang cái cộng bên cái tấn công trước đi. Đấy, tấn công xuất sắc sẽ tăng. Tăng cường chiến mã này thực ra chúng ta không dùng đến nhưng vẫn phải cộng, tại vì khi mà chúng ta cộng ấy thì những cái skin ở bên dưới nó mới mở ra, nó sẽ có yêu cầu, anh em có thể nhìn này. Ví dụ như là mình muốn cộng skin này thì nó báo là yêu cầu 3 điểm để cộng nhưng mà phải cấp độ tối thiểu 10 để qua hạng 2, thì cái này phải 10 này. Bảy tám này, chín này, 10 này. Đấy, thì mới mở được cái chiêu dưới này. Anh em hình dung được chưa? Nó sẽ liên quan đến nhau đấy. Vì thế nên cái điểm skin này cày rất là vất vả, mà khi mà anh em đổi sang cái đồ siêu socket thì còn cực nữa. Trước khi mà bắt đầu cập nhật cái tính năng skin này
tính năng skill này cày ngày xưa thì mình thấy với cực kiếm từng điểm một. Và cái điểm skill này ấy, anh em lưu ý nhá, những skill đầu ấy thì nó dễ, nó đúng như cái chúng ta trên level ấy, những cái đầu tiên thì nó dễ nhưng càng về sau thì nó sẽ càng khó đi. Đây là cái bảng tăng cường, nó liên quan tới công của skill nên là mình sẽ ưu tiên cộng đầu tiên cộng mắc trước, còn thừa thiếu bao nhiêu mai chúng ta sẽ cày thêm mắc lại để bù sau. Nhưng mình nghĩ với bằng này điểm thì cũng cộng được mắc bằng này thôi. Tính năm 1 năm chúng ta chỉ Renai được khoảng đôi lần, nếu mà anh em chăm cày đội 1 năm chúng ta được 12.000 point dư. Anh em biết bây giờ những nhân vật của chúng ta top 1 170 mấy nghìn họ phải chơi từ khi nào rồi mà thực sự rất tâm huyết với theo đuổi như thế. Và chắc chắn rồi, những nhân vật của chúng ta thì họ cũng sẽ qua những cái thị trường chuyển nhượng qua qua những đời chủ mới, nhưng cũng không hẳn là một người chơi theo đuổi suốt từ trước đến giờ. Anh em cầm mắc đi. Rồi, đã cộng mắc được một bên cột sức đỡ đây anh em ạ. Cộng tiếp anh em ạ. Cộng skin này cũng lan dài lắm đây này. Ê, mà anh em mình nhiều nên là cộng nó mát tay vậy chứ còn ít cũng phải phân vân lắm. Nhưng mà anh em để ý lưu ý là cái hệ chúa tể của mình ấy, chúng ta không chơi cái con chim quạ nên là anh em có thể bỏ qua những cột đó để ưu tiên về những cột khác. Ưu tiên những cái cột chỉ số 50% HP chẳng hạn này. Một cái hàng chim bên kia thì chúng ta bỏ ra.
Đây, ví dụ như cái hàng chim này này, toàn quạ này, hỗ trợ quạ này. Đó, bỏ ra. Chúng ta không chơi cái skin đó. Cái tỷ lệ ra đòn hoàn hảo này phải cộng cho cái hệ chúa tể rất là quan trọng đấy. Sát thương gấp đôi nữa này. Cái điểm skin ẩn này rất là quan trọng này. Anh em có thể này, 50% cơ hội phục thủ, cơ hội phục phòng thủ cho mỗi đòn này. Đó. Còn 200 để mình xem là ta có mắc hết những cái hàng cột này rồi. Còn thôi mình sẽ dừng lại. Mình sẽ dừng lại để mình đi học cái skin hỏa âm với quạ đen để còn mình còn cộng. Nếu mình cộng hết vào cái bảng này thì tí sẽ thiếu skin. Tại vì là chúng ta đang bị trừ đi mất 600 skin thường. Bây giờ chúng ta sẽ phải lên map Emble nhá. Emble để học sắc này. Không biết là cái thằng bán nó ở đâu nữa. Ok, hiện tại thì mình cũng đã cộng xong ổn ổn cái bảng skin rồi. Cái này thì bạn bạn chơi chính đích này, bạn sẽ vào bạn sẽ chỉnh sửa lại. Mình đã cộng qua một chút thôi tại vì mất thời gian quá. Và cái điểm ở trên cái cột này như mình vừa có cộng thì hiện tại thì admin đang để fix max là 65.534 điểm. Thì có nghĩa là nhân vật của chúng ta sẽ nhân vật này khi mà reset xong vẫn chưa cộng max được anh em nhá. Mình đã cộng thử ba cột max, đó là sức mạnh, nhanh nhẹn và máu. Thì chúng ta vẫn thiếu một cột năng lượng, đó là cột này mới chỉ có 52.000 thôi. Cột này 52.000 thì vô hình dung chúng ta phải đánh vì trên quái max level 100 thì mới đầy được cột đó. Nói chung là vẫn còn rất là nhiều cái công sức phải bỏ ra cho cái nhân vật này. Đó, anh em có thể thấy khi mà cộng max rồi thì tốc độ quẩy nó nên đạt level max thần thánh luôn. Kiếm một con thần mã để đeo mà nhân vật này hết thần mã mà rồi. Đó.
chúng ta sẽ vào luôn cái phụ bản kinh nghiệm. Ở phụ bản kinh nghiệm thì anh em sẽ để cái chiêu thức này nhá, chiêu thức này cho quay vòng tròn đi. Rồi, vừa rồi là mình có làm một cái clip để chia sẻ tới anh em cái tính năng Reline dành cho hàng khủng trong cái server MU Hà Nội nói riêng, với cái tốc độ quầy cuốc rất là vất vả, với có một lần Reline để có thêm cho mình 6.000 cái điểm dư nữa. Nhân vật ngày hôm nay được thử nghiệm làm chuột bạch là chúa tể Zeus, với cái chỉ số Poise dư của chúng ta đã được nâng lên từ 153k, bây giờ đã lên 159k rồi. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ phải cày cái cày tiếp để có thể đổi ra poi tiếp đó. Rồi, video này thì đến đây mình xin kết thúc tại đây, và nếu mà anh em thấy video gợi lại cho anh em những cái hoài niệm về game thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình có thêm thời gian nghiên cứu để đưa ra nhiều những cái video hơn để anh em có thể tham khảo và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.